Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Bây giờ là 1:40 chiều ngày 26 tháng 5 2022, chúng tôi đã cập vào đất liền. Đây là những giây phút cuối cùng trước khi rời tàu 571 của đoàn công tác số 8. Những hình ảnh lưu luyến chia tay con tàu để ai về sống đấy. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái hình ảnh cũng rất là đáng ghi nhận. Tàu đi ra Trường Sa năm nay, xin mời quý vị hãy cùng xem những giây phút chia tay như thế nào trên tàu này nhé. Đây là hình ảnh trên bờ, chúng ta đã thấy những con tàu kiểm ngư của Việt Nam đang gần gũi ở đây. Trong khi đó ở trên boong tàu thì rất nhiều người đang ghi lại những hình ảnh của đất liền. Trên boong tàu thì chúng tôi đang được thông báo để các đại biểu có thể ghi những cái bức hình kỷ niệm cuối cùng. Bây giờ mình lên trên boong dạo. Đây là tổ thả neo đang chuẩn bị thả neo. Biển bình yên quá và đất liền đang ở rất gần kia. Sau một chuyến hải hành 9 ngày lênh đênh trên biển, mọi người có vẻ cũng đã rất nhớ đất liền rồi. Đây là những hình ảnh cuối cùng. Đây là trên boong tàu, mọi người đang ghi những bức hình cuối cùng. Đây là hình ảnh của đoàn kiều bào ghi nhận trên con tàu trước khi rời khỏi đây là kỷ niệm. Anh Huỳnh Văn Truyền đang đạo diễn cho tất cả mọi người được ghi nhận cái bức ảnh này. Một phải người đang.
chia tay đã đến rồi. Thuyền bên phía này thì mát hơn, cho nên là đông người đứng bắt đầu trở về với cuộc sống bình thường. Ở đây có mạng cho nên là mọi người đã đọc tin, nhắn tin, gọi điện thoại, rất nhiều người ở đây. Cho mình xem nha. Và bắt đầu đã có những cái hình ảnh được gửi lên từ chuyến đi. Em chào nhà văn nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Đó là nhà văn quân đội Nguyễn Minh Ngọc. Đây, chúng tôi lại trở về C7 sau khi đã ghi nhận những hình ảnh chuẩn bị chia tay ở trên boong tàu chụp hình. Và bây giờ lại thấy anh Hoàng Duy Hùng trở nên một người bận rộn như xưa. Khi có mạng. Anh Hùng đang nhắn tin cho rất nhiều những người thân. Anh Hùng ơi. Ơi. Anh trở về một con người bận rộn rồi, trên tàu thì thấy anh được ngủ ngon lành, ngon giấc lắm bởi vì không có mạng. Bây giờ anh về thấy anh bận rộn liên tục đúng không anh? Đúng, và chưa trả lời kịp tay. À. Nhiều chuyện từ ở bên nước Mỹ, chuyện văn, chuyện việc làm, chuyện này chuyện nọ. À, mà phải lo giải quyết luôn đây. Ừ. Chuyện bình thường thôi. Nhưng mà, nhưng mà bận rộn ở đời thường ở trên đất liền cũng cũng sẽ là những cái phiền toái đúng không anh? Theo anh nghĩ thế nào? Cũng có nhiều suy tư. Suy tư đúng không? Nhiều suy tư. Lúc đó nhiều cái lo hơn. Trên tàu 9 ngày là chỉ có ăn, ngủ và sinh hoạt thôi đúng không? Thế là chuyện gia đình có nhiều cái lo. Đấy, đó là một cái tâm trạng của người trước khi mà lên trên tàu. Bây giờ gần như là chúng ta đang là ở cái sự gọi là riêng tư hết. Đồng chí Đậu Mạnh Hùng thì là mê mải đọc tin, đọc gì đấy. Tức là bây giờ bắt đầu chú trọng vào trong cuộc sống bình thường rồi. Nhiều lo toan lại ập đến rồi. Bây giờ mỗi người là cầm cái điện thoại. Giống nhau cả thôi. Giống nhau cả và không có ai tập trung vào ai nữa. Và chúng tôi bắt đầu thấy là những hình ảnh đã được từ từ gửi lên từ những chuyến đi của chúng ta. Rất nhiều người cũng đã gửi lên Facebook hết rồi những hình ảnh. Đây là những hình ảnh cập cảng Cam Ranh của đoàn tàu của chúng tôi. Chín năm bảy đó.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Thông. Sang Mỹ thỉnh thoảng bên mình rất đẹp. À, rồi đó là một cái kỷ niệm nhá. Kỷ niệm rồi. Người nắm rồi mà chưa vẽ nhau tặng nhau lại. À, vậy hả? Hà chưa vẽ được Hà. Vẽ một cái. Ồ, Hà đã 10 năm trước rồi hả? Vâng. Vậy rất tiếc nha. Xin hẹn gặp lại. Đây hình ảnh cầu cảng Cam Ranh đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Khoảng chúng tôi cách cầu cảng khoảng 90 mét. Con tàu 571 đang dần dần áp vào trong cầu cảng. Chúng tôi đang đứng ở gần mũi của con tàu. Ở bên kia thì chúng tôi thấy một hàng các chiến sĩ, sĩ quan hải quân đang đứng để chào đoàn. Màn trái, bây giờ chúng tôi sẽ đi qua màn trái của con tàu. Xe để chuẩn bị đưa các đại biểu trở lại với khách sạn. Trở lại với đất liền, thực sự mà nói cũng có rất nhiều những cái bồi hồi trở lại với cuộc sống đời thường. Và chuyến đi dần dần những giây phút còn lại đang khép lại. Rất nhớ gia đình, rất nhớ vợ con, bạn bè.
dân tộc để yêu thương. Tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày.